10 phút nhảy dây mỗi ngày sẽ thay đổi cơ thể bạn như thế nào? Bạn có còn nhớ lần cuối mình nhảy dây là khi nào không? Có lẽ là trong phòng tập thể dục, hay ở trường, hoặc cũng có thể bạn chưa nhảy dây bao giờ. Nếu bạn nghi ngờ về lợi ích của việc nhảy dây hoặc nghĩ rằng mình trông thật ngớ ngẩn khi nhảy trong phòng tập thể hình, thì hãy để video này làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Video hôm nay sẽ bật mí lý do tại sao nhảy dây là một sự bổ sung tuyệt vời cho thói quen tập thể dục hàng ngày của bạn. Bạn rất mong chờ để nghe về lợi ích của nó ngay đúng không nào? Nhảy dây là một bài tập đốt cháy calo tuyệt vời. Một điều nữa là nó giúp phát triển năng lực tinh thần của bạn. Nhưng chưa đâu, cùng những điều này và còn nhiều lợi ích khác mà chúng ta sẽ khám phá hôm nay. Vì vậy bạn hãy tập trung theo dõi hết video nhé. 1. Đốt cháy calo. Bạn có biết rằng chỉ một số ít bài tập có thể đốt cháy calo như nhảy dây, ngay cả việc nhảy với tốc độ vừa phải cũng có thể đốt cháy 10 đến 16 calo mỗi phút. Tăng bài tập nhảy dây của bạn thành một hiệp kéo dài 10 phút và bạn sẽ đốt được 160 calo. Hơn nữa, nhảy dây trong 10 phút cũng tương tự như chạy 1,6 km trong vòng 8 phút. Thật tuyệt phải không? 2. Cải thiện mật độ xương. Chế độ ăn nhiều canxi được biết đến rộng rãi là có tác dụng tăng mật độ xương và nhảy dây cũng thế. Theo các nghiên cứu, nhảy 10 phút mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho việc xây dựng xương tốt hơn so với chạy bộ, ngay cả đối với người già và vận động viên. Nhảy dây đơn giản là một trong những bài tập hiệu quả hàng đầu để tăng cường mật độ xương. 3. Tăng sự nhanh nhẹn và linh hoạt. Bạn có muốn di chuyển nhanh và nhẹ nhàng hơn không? Nhảy dây 10 phút mỗi ngày có thể giúp bạn đạt được điều đó. Nó cũng giúp cơ thể bạn kết nối với tâm trí để thực hiện các điều chỉnh cơ thần kinh, cải thiện khả năng giữ thăng bằng của bạn. Nó nhắm vào bắp chân, đầu gối và khớp mắt cá chân của bạn. Về bản chất, nhảy dây có thể tăng cường sự nhanh nhẹn và thăng bằng của bạn bằng cách khiến tâm trí bạn tập trung vào động tác chân trong thời gian dài. Như vậy, nó giúp giảm các sự cố như chấn thương ở bàn chân và mắt cá chân. Bạn đã biết lý do tại sao các võ sĩ lại thích nhảy đến vậy rồi chứ? 4. Giúp não rèn luyện tốt. Một trong những điều tuyệt vời khi nhảy dây là nó không chỉ mang lại lợi ích cho ngoại hình mà còn cho cả bộ não của bạn. Các hoạt động đòi hỏi thể chất và tinh thần như nhảy dây có tác động mạnh hơn đến chức năng nhận thức. Nhảy giúp cải thiện sự phát triển của bán cầu não trái và phải. Kết quả là nó giúp tăng cường trí nhớ, kỹ năng đọc và nhận thức về thần kinh của bạn. 5. Đơn giản và linh hoạt về thời gian. Nhảy dây rất dễ kết hợp, dù là thói quen buổi sáng hay buổi tối hàng ngày của bạn. Tùy thuộc vào thời gian rảnh của bạn, nó có thể được sử dụng như một bài khởi động hoặc một bài tập thể dục. Bạn chỉ cần một sợi dây, một không gian vừa đủ, có thể là trong nhà, ngoài trời hoặc tại phòng tập thể dục và một bề mặt phẳng để đảm bảo nhịp điệu và bước chân của bạn được trôi chảy. Ngoài ra còn có rất nhiều hướng dẫn tập nhảy dây cho người mới bắt đầu trên Internet. Để thêm chút thú vị, hãy thử thực hiện các thủ thuật khác nhau và thay đổi tốc độ của bạn. Bây giờ thì bạn có muốn cho chính mình một cơ hội để nhảy dây không nào? Hãy bình luận suy nghĩ của bạn hoặc bất kỳ câu hỏi nào thắc mắc. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và chia sẻ cho bạn bè. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những kiến thức bổ ích nhé. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và bình an.